Gold, please. Vâng, đít là hơi nhiều. Yes, no, somebody pass the wood. Yes, no, game thủ somebody pass the wood. Game thủ thì sẽ hơi nản khi mà đít quá nhiều. Vâng, bây giờ là trận thi đấu lại. Tỷ số này vẫn đang là 1-0 ở kèo ACDN. Vâng, yêu cầu các kỹ thuật viên vào ban bớt mấy thanh niên hổ báo. Thực ra trông là hổ báo thôi, chứ rằng chả có gì đâu. Nghe thì có vẻ là hổ báo thôi. Vâng, bãi quả chỉ là 6 cây dành cho game thủ không được khóc. Yêu cầu các admin cũng như là support như bạn Thùy Linh nếu như mà không bận. Admin trên không chat có thể khóa bớt một vài những thành viên đang hơi tăng động. Vâng, máu lên não hơi nhiều, hơi quá thành phần một chút. Họ đang rất khỏe. Cái cào phím khỏe thật. Thực ra không phải là em uống rượu đâu mà là đây có hai cái đèn ở hai bên, hai đèn sáng chiếu thẳng mặt. Đang ngồi ở đây cũng là đến gần 3 tiếng đồng hồ rồi. Vậy bây giờ mà nó đỏ phím phím là nóng, khá là nóng. Chứ uống rượu ở Bình Luận thì nó bay lắm. Rượu Bình Luận được ngủ à? Vừa nhắm mắt vừa Bình Luận. Cầu mong các kỹ thuật viên và các support từ bến giờ vào vẫn chưa khóa được ai. Cảm thấy khó chịu. Tiếng game hơi to. Nhỏ. Cho cái này nhỏ xuống. Đó thì cho nó nhỏ lại. To là khóa nó lại luôn, cho nó thành nhỏ. Vâng, cùng xem bài này đi, dò khá rộng rồi nhưng đồ ăn thì nó hơi tù. Chưa thấy nhiều đồ ăn dành cho khóc. Vâng, có lẽ là kỹ thuật viên Kami đang bận ăn xúc xích thì sao, thì như thế thì phải. Không thấy anh khóa ai cả. Khóa lại cho anh. Ông Kami này chết thật, lên trưởng phòng nhưng mà không thể khóa được là thế nào. Ra chạy ra mua khóa về đây. Hay. Cái anh rất vui tính. Một anh vào bảo tiếng game hơi to cho nhỏ lại đi, một anh vào tiếng game hơi nhỏ. Được rồi, kinh rồi. Kinh rồi. Các ông kinh rồi. Các ông kinh đều luôn đấy. Kinh các ông hơi bị kinh đấy. Vâng, chết tôi không. Không biết làm nào bây giờ. Một ông thì chê là tiếng game nhỏ quá. À to quá, mình cho nhỏ lại. Thế bây giờ cho nhỏ lại thì lại một anh lại vào bảo tiếng game bé quá. Thế bây giờ chẳng lẽ lại cho to. Không biết làm thế nào bây giờ. Vâng, đúng là khoai thịt sắn. Vâng, bây giờ không có đồ. Phố đã lên cái đèn rồi mà không thấy có đồ đạc thì nhảy nhót thế này thì khoai quá nhờ. Phố thì lên đèn từ rất lâu rồi. Mình bắt đầu phải lên trên phố thôi nhưng mà lại không có đồ thì lên phố để làm chi? Lên phố để làm gì? Hay là chỉ đơn giản ra ngồi ở tại hiện và check in? Thôi thì đành vậy. Bình thường chúng ta sẽ đi lên ba. Chúng ta sẽ quẩy. Nhưng mà thôi, vì kinh tế càng ngày càng khó khăn thì chúng ta lên ba đình ngồi cũng check in. Lên ba đình uống trà đá. Lên tại hiện ngồi bốn anh em mua một chai bia Tiger bạc gọi đĩa chanh muối. Mỗi thằng check in một kiểu về.
Cũng được. Vâng, bây giờ lại có anh vào tiếng game lúc to lúc nhỏ. Vâng, đấy thế nó mới kinh. Vâng, tôi sắp cạn lời rồi. Vâng, tôi sắp cạn lời với các anh rồi. Vâng, như vậy là đi dâng Nga dành cho game thủ không được khóc. Bài kích không thể sớm. Vâng, lên đời muộn hơn đối phương. Khá khá. Vâng, còn với những anh mà còn hỏi tiếng game là cái gì nữa thì em thôi. Tốt nhất là em lại không đọc khung chat từ giờ đến cuối buổi nữa. Đọc khung chat nhiều lúc cứ như gala cười vậy. Bài khoai quá nhở. Chặt gỗ chứ em. Chắc được chặt gỗ rồi chứ. Không thì bài này có một chết. Một dân đi dò nhà. Vậy đóng ép. Đã tìm ra được dân. Vâng, á, có CSH của đối phương. Vâng, lại đít. Ơ, vui. Trận đít thứ tư trong kèo đấu Asian. Trận 2. Nhưng mà đít 4 lần rồi. Như vậy là chỉ có người lập mạng đít thôi. À xin lỗi bạn, là người soi máy cũng là người lập mạng đít thôi. Khoai quá nhờ.